Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Thái Bình, thịt lợn tăng giá mạnh, sức mua không giảm. Áp lực chuyện học hành, hãy lắng nghe trẻ em nói. Em chỉ muốn nghỉ một buổi thôi nhưng mà sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 15 năm trước, Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định chọn ngày 13 tháng 10 là ngày Doanh nhân Việt Nam đã mở ra một trang mới cho lịch sử kinh tế Việt Nam. Thừa nhận doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Nhân dịp này, tại Thái Bình đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trên địa bàn huyện Đông Hưng có hơn 300 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế, nhưng hội doanh nghiệp huyện vẫn đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Đặc biệt, các doanh nhân luôn đặt mục tiêu làm tốt công tác an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, đã đóng góp hàng tỷ đồng để tặng quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới, giải cứu thịt lợn cho nông dân. Với những đóng góp thiết thực hiệu quả đó, hội doanh nhân xứng đáng là những người tiên phong trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng thực hiện đưa Đông Hưng về đích huyện nông thôn mới trong năm nay. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống doanh nhân Việt Nam, những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp với sự phát triển Thái Bình trong thời gian qua. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực vượt khó vươn lên, các doanh nghiệp từng bước có sự ổn định, phát triển trong sản xuất kinh doanh. Huyện Kiến Sương hiện có gần 300 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 17.000 lao động địa phương. 9 tháng năm 2019, cộng đồng doanh nghiệp huyện đã nộp ngân sách nhà nước gần 17 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương tôn vinh khen thưởng cho 14 doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu. Huyện Thái Thụy hiện có 547 doanh nghiệp, gần 6.000 hộ sản xuất kinh doanh, đang tạo việc làm cho 27.000 lao động địa phương. Các doanh nhân doanh nghiệp của huyện có đóng góp trong chuyển dịch cơ cấu lao động, nộp ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng. Bên cạnh những đóng góp trong phát triển kinh tế, các doanh nghiệp của huyện Thái Thụy còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách. Cũng nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 với mong muốn trở thành cầu nối bảo vệ quyền lợi cho hội viên, tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin kinh tế. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường là một trong những giải pháp của Công ty Cổ phần Xây lắp Thái Bình nhằm duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Doanh nghiệp đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với mặt hàng cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, kết cấu thép phục vụ nhà máy xi măng, nhiệt điện, thiết bị giao thông, thủy lợi, doanh nghiệp tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ nhựa plastic như bồn chứa nước, bể mạ, thùng rác. Từ đầu năm đến nay, cung ứng ra thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước hơn 11.000 sản phẩm từ nhựa plastic và xấp xỉ 600 tấn hàng cơ khí. Doanh số đạt 25 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2,2 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho gần 100 lao động với mức lương bình quân 5 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng. Với việc có thêm một số dự án lớn đầu tư trên địa bàn, Điện lực Quỳnh Phụ tổ chức nâng cấp, kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống cấp điện. Năm 2019, huyện Quỳnh Phụ có thêm một dự án đầu tư lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn sợi dệt Hương Sen Comfort đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với lượng điện tiêu thụ lên tới 50.000 kWh một ngày. Sắp tới sẽ là dự án của công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP và các dự án trong khu công nghiệp Thaco Thái Bình. Với sự hỗ trợ của tổ chức JICA Nhật Bản, Điện lực Quỳnh Phụ đã và đang triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đường dây tại 38 xã thị trấn với tổng giá trị 152 tỷ đồng, dự kiến hoàn thiện trong tháng 1 năm 2020, sẵn sàng đảm bảo hoạt động ổn định cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục bản tin thời sự tối là những tin tức thị trường mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, một thống kê được Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đưa ra, Việt Nam hiện nay chủ yếu làm gia công, sợi sản xuất ra không bán được trong nước.
mà hầu hết bán sang Trung Quốc, sau đó phải nhập lại với giá không hề rẻ. Vải Trung Quốc rẻ, đối tác mặc nhiên là chỉ định nhập từ Trung Quốc. Việc nhập đến 54% vải từ Trung Quốc đang đe dọa khả năng hưởng lợi từ các FTA của Việt Nam, khi vải xuất xứ Trung Quốc sẽ không được hưởng những ưu đãi về thuế. Theo các doanh nghiệp, ưu đãi thuế cần được tính đến trong chiến lược mới, bởi hiện nay nhập vải về được hưởng thuế 0%, còn mua vải trong nước mất 10% thuế VAT. Nếu không được hỗ trợ, dệt may Việt vẫn sẽ mãi luẩn quẩn trong câu chuyện cái mình có thì thị trường không cần, cái mình cần thì thị trường không có. Hôm nay 12 tháng 10, giá vàng 4 số 9, vàng SCC giảm cực mạnh tới hơn nửa triệu đồng một lượng. Giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội giảm 350.000 đồng một lượng, còn 41,4 triệu đồng một lượng mua vào và giảm 250.000 đồng một lượng xuống 41,9 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SCC hôm nay giảm 550.000 đồng một lượng xuống 41,3 triệu đồng một lượng mua vào và giảm 350.000 đồng một lượng, còn 41,9 triệu đồng một lượng bán ra. Tại Thái Bình, giá vàng mua vào 41 triệu đồng một lượng, bán ra 41,6 triệu đồng một lượng. Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn toàn tỉnh Thái Bình hiện còn khoảng 700.000 con, giảm 30% so với cùng kỳ. Đến nay, số lợn tiêu hủy là trên 377.000 con với khối lượng hơn 18.800 tấn. Tổng số xã hết dịch của toàn tỉnh là 224 xã. Thành phố Thái Bình và huyện Đông Hưng là hai địa phương đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Mặc dù dịch tả lợn châu Phi dần được khống chế, nhưng cũng đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Nguồn cung giảm trong khi chưa được tái đàn khiến cho giá lợn hơi những ngày qua tăng lên mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua. Tại Thái Bình, dao động từ 64 đến 65.000 đồng một kg. Theo dự báo từ nay đến cuối năm, giá lợn hơi sẽ còn tăng cao khi thị trường vào mùa tiêu thụ mạnh. Rõ ràng nguồn cung thịt lợn giảm 30% nên dẫn đến giá thịt lợn đến với người tiêu dùng tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thế nhưng sức mua không hề giảm, ghi nhận của phóng viên tại các khu chợ vào sáng nay. Nếu như trước đây, bà Trần Thị Tị chỉ cần gọi điện là có thương lái giao lợn đến tận nhà. Song thời gian gần đây, do nguồn cung khan hiếm, gia đình bà phải tìm đến các hộ dân thì mới có lợn để bán cho khách hàng. Ít lắm. Nếu mà ở dân nuôi bây giờ thì không có mấy. Trước ngày 100 phần, bây giờ chỉ được khoảng 20 phần. Nhưng bây giờ thì phải đi tìm mua. Nên là nó hiếm thì phải đi tìm. Hiện nguồn thịt lợn từ các hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ tại Thái Bình gần như cạn kiệt. Còn các trang trại vẫn e ngại trong việc tái đàn. Đã đẩy giá lợn hơi tăng cao. Dù giá lợn tăng, song sức mua của người dân không hề giảm. Người dân nó mua nhiều hơn, nó không còn dịch lợn nữa. Thì bà con này ăn nhiều hơn. Thì nhà cô giết thêm tạ rưỡi, còn trước là mua một tạ thôi. Tổng đàn lợn của cả nước đến nay giảm trên 18%, sản lượng giảm từ 9 đến 10%. Như vậy, nguồn cung cho thị trường trong nước từ nay đến cuối năm sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Theo tính toán, giảm 1% thịt heo phải tăng 5% gia cầm và tăng đến 10% thịt bò mới bù đắp đủ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện dạy thêm học thêm như một điệp khúc của giáo dục suốt nhiều năm nay, cấm vẫn cấm. Nhưng thực tế, những lớp học thêm tại nhà vẫn mở cửa đón học sinh. Cảnh chạy xô theo lịch học tái diễn, tuy nhiên nguyên nhân dạy thêm học thêm bên ngoài nhà trường có phải chỉ ở phía giáo viên? Biên tập viên Thu Hà sẽ phân tích về vấn đề này. Xin được mời chị Thu Hà. Vâng, thêm một năm học nữa đã bắt đầu. Nhưng câu chuyện về dạy thêm, học thêm vẫn chưa hết nóng. Trong nhiệm vụ triển khai năm học mới, các sở giáo dục đào tạo đều cùng nhấn mạnh đến vấn đề cấm dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn cứ diễn ra. Không khó để bắt gặp hình ảnh những em học sinh đi học vào lúc tối muộn thế này. Những lớp học nhỏ tại nhà riêng vẫn được tổ chức. Dù không công khai, nhưng cũng chẳng thể nói là giấu giếm. Học thêm đã trở thành một nhu cầu của phần đông học sinh và phụ huynh. Ngay cả khi các em vừa mới vào tiểu học. Con học thêm là những môn gì? Toán và tiếng Việt. Ngày con học một lần. Vào mấy giờ? Vào lúc 5 đến 7 giờ. Từ chiều tới 5 giờ đến 7 giờ thì mình cũng học toán. Còn 7 rưỡi đến 9 rưỡi thì con học tiếng Việt, học tiếng Anh. Thế học như vậy có thấy mệt không? Hơi mệt.
Bản chất của việc dạy thêm, học thêm là tốt nếu như nó xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện, bổ sung kiến thức của người học và động cơ không vụ lợi của người dạy. Có nhiều học sinh tiến bộ rõ rệt trong học tập nhờ dạy thêm. Tuy nhiên, giờ đây dạy thêm, học thêm lại trở thành căn bệnh của ngành giáo dục với nhiều biến tướng khác nhau. Dư luận đặt câu hỏi, có hay không việc giáo viên phân biệt giữa học sinh học thêm và học sinh không đi học thêm mình? Không lý gì, một học sinh giỏi đi học nâng cao thầy ngoài nhưng vẫn phải học thêm thầy chủ nhiệm. Vậy là một môn học thì có đến hai thầy dạy thêm. Cùng với trách nhiệm của ngành giáo dục Thái Bình cần tăng cường quản lý vấn đề này thì bên cạnh đó cũng cần phải nhắc đến đó là trách nhiệm về phía phụ huynh học sinh. Để con có thể học giỏi hơn, nổi trội hơn, nhiều phụ huynh không tiếc tiền cho con đi học thêm tối ngày. Nói chung là học thêm thì các cháu thì nó sẽ vững hơn, chắc hơn. Đi học thêm thì nói chung là khá hơn là cháu đi học không đi học. Thế cho nên là nếu mà cháu không đi học thêm thì nhiều vấn đề là cháu còn nhiều bài toán cháu không thể hiểu được. Nên bắt buộc chị phải cho cháu đi học thêm. Để tránh quy định, tránh sự kiểm tra của ngành chủ quản, các nhóm lớp học thêm đã được tổ chức dưới nhiều hình thức. Trong đó, chủ yếu là phụ huynh cùng nhau tổ chức một nhóm lớp tại nhà, rồi mời giáo viên đến dạy. Một số gia đình có điều kiện hơn thì mời hẳn thầy cô dạy riêng cho con mình. Tuần học mấy buổi, học vào thời gian nào? Cháu học tầm 5-7 giờ. 5-7 giờ? Học ở trung tâm hay là học ở nhà cô? Cháu học nhà cô. Thế thì ai đưa đón? Bố. Những sốt sắng của phụ huynh, sự phối hợp âm thầm của một số giáo viên trong việc mở lớp đã thu hút học sinh từ mọi cấp học tham gia. Câu chuyện về dạy thêm, học thêm cứ thế trở thành đề tài chưa bao giờ cũ. Mong muốn con mình học giỏi, đạt thành tích nổi trội trong học tập là mong muốn chính đáng của mọi bậc phụ huynh. Tuy nhiên, đổ tiền, chút bạc, ép con học giỏi bằng mọi giá lại là một suy nghĩ sai lầm của không ít cha mẹ, khiến con cái phải gánh chịu nhiều hệ lụy. Ngày 10 tháng 4 năm 2018, một nam sinh dù đã đạt học sinh giỏi tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn không đáp ứng kỳ vọng từ gia đình, đã nhảy lầu tự tử ngay tại trường trong sự đau đớn xót xa. Những câu chuyện về các em học sinh vì áp lực học tập mà rơi vào trầm cảm hay từ bỏ đi cuộc sống của mình đã tồn tại rất nhiều. Có lẽ chưa bao giờ học sinh lại phải chịu áp lực học hành nặng nề như hiện nay. Đầu tiên là áp lực thi cử, chạy trường suốt 12 năm học phổ thông. Chạy vào trường tốt trên, trường chuẩn bằng các cuộc sát hạch đầu cấp. Thi vào lớp 1, thi lên lớp 6, thi lên lớp 10, thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh, đại học, cao đẳng. Tiếp đến là áp lực điểm số, áp lực xếp loại, thi đua, khen thưởng. Thậm chí là sự kỳ vọng của bố mẹ cũng vô tình tạo áp lực lớn lên chính các con. Em mong là các bậc phụ huynh sẽ lắng nghe những ý kiến của những đứa con của mình để có những phương pháp khoa học, chứ không phải là ép buộc các con vào một cuồng học mà không có kết quả. Con mong muốn thế nào? Em chỉ muốn nghỉ một buổi thôi, nhưng mà vâng, em chỉ muốn được nghỉ học một buổi thôi. Mong muốn tưởng chừng như rất đơn giản này nhưng khiến ai trong chúng ta cũng phải suy nghĩ. Bởi vấn đề ở đây đó không chỉ là mong muốn của cô học trò nhỏ mà còn là mong muốn của rất rất nhiều học sinh hiện nay trước áp lực học hành. Cha mẹ nào thì cũng luôn có nhiều kỳ vọng vào con cái. Thế nhưng nếu kỳ vọng thái quá thì sẽ tạo thành gánh nặng, áp lực lên trẻ và biến những ước mơ trở thành ác mộng. Hãy lắng nghe trẻ em, hãy để quãng thời gian được cắp sách đến trường như là tuổi thơ đẹp nhất, đáng nhớ nhất và hồn nhiên nhất của các em. Phần cuối là thời lượng dành cho những tin tức thể thao. Thưa quý vị, nhân ngày truyền thống các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, sáng nay các ban xây dựng đảng tổ chức giải thi đấu thể thao trong cán bộ, viên chức, người lao động, khối các cơ quan đảng. Tham gia giải có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 129 vận động viên đến từ 10 đơn vị, thi đấu 4 môn gồm cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và kéo co. Giải đấu thể thao là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, là dịp để cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết,
tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tiền Hải đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đài Truyền thanh, Truyền hình huyện tổ chức giải cầu lông Cúp Thanh niên lần thứ nhất năm 2019. Giải cầu lông Cúp Thanh niên có sự tham gia của 8 đội mạnh đến từ Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Cổ phần Khảo sát và Sản xuất Thống nhất, Câu lạc bộ Duy Thắng, Câu lạc bộ xã Nam Hưng, xã Đông Minh, Câu lạc bộ Hoàng Văn Thái, Câu lạc bộ Nguyễn Công Trứ, Câu lạc bộ huyện ủy tham gia tranh tài ở nội dung đôi nam. Với tinh thần quyết tâm cao, các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, cống hiến cho khán giả nhiều đường cầu đẹp mắt. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp cho đơn vị giành giải nhất cho Câu lạc bộ Duy Thắng và trao các giải nhì ba cho các đơn vị xuất sắc. Giải là cơ hội cho các vận động viên giao lưu học hỏi và thi đấu cọ sát, đồng thời cũng là hoạt động tăng cường sự gắn kết giữa các cán bộ đoàn trong toàn huyện, là hoạt động của tuổi trẻ huyện thiết thực chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ tư, chào mừng huyện Tiền Hải phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019. Những tin tức thể thao vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage hoặc YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.